này nhá. Ôi trời ơi, không tính, không tính. Nhìn gì mà nhìn? Thẻ đó. Đùa thôi các bạn, hôm nay sẽ thấy bóng đá cực kỳ hài hước của chúng mình. Ở đây là trái bóng hình trái tim. Mình mua nó vào dịp bao nhiêu? À 14 tháng 2, Valentine. Hôm đấy mua cho vợ mình, hỏi là mua trái tim làm gì? Mình không dám nói. Thật ra mình mua để đi đá bóng. Đây, các bạn thấy không? Đây, một cái lỗ rất là ok này. Đấy. Tôi phải xúc vào đây thì rất là hay đúng không các bạn? Đấy. Đây chính là một cái tấm cát. Thẻ vàng, thẻ đỏ gì đấy, các bạn thấy không? Và đầu tiên thì mình sẽ bỏ 50k mình vào đây. Hôm nay chúng mình sẽ chơi thi sút vào cái này. Bây giờ ai sút được qua cái lỗ này thì sẽ thắng luôn. Đồng ý không? Đồng ý. Và phía này có Long công chúa Khả Long của chúng ta. Tiền đâu em? Em đây. Ok. 50 ăn sáng của em mấy ngày đấy. À ăn sáng mấy ngày luôn. Hôm nay mình chơi món này rất căng. Em lâu lắm rồi mới chơi. Tài đâu? Đây, em tiền. Và người quay hình của chúng ta hôm nay là khủng long bạo chúa. Khủng long bạo chúa cũng sẽ có chơi không? Khủng long bạo chúa. Có, em có chơi luôn đúng không? Ok. Em có 200. Ờ như vậy là 200 các bạn nhé, tổng là có 200. Nói chung là ai sút cho trước là thắng nhá. Đây các bạn nhé, đây là hộp cạc FIFA rất đẹp luôn, 200.000 đang ở đây. Rồi như vậy là người đầu tiên sút sẽ là De Gea tài. Rồi nghe còi nhá, nghe còi Vuvuzela của khủng long bạo chúa nhá. Rồi trái tim nó bay rất lung tung, liệu tài có sút được không đây? Sút đi tài. Ôi giời ơi. Như vậy là tiền bay rồi. Đừng để tiền rơi. Thẻ đỏ, nhận báo. Thẻ đỏ. Nhận báo. Cậu lôi mới giỏi. Ừ, chui vào lỗ đi. Ui, may quá, tí chết. Trái tim của Long đang loạn nhịp rồi. Trái tim của Long đang loạn nhịp. Oh my god. Nhưng mới đi không thi là sàng ngang. Long đã súng sàng ngang nhưng tiếc là không thi sàng ngang. Ui, có vẻ bây giờ thời thế có rất sợ được. Có vẻ trái tim đang rất là hơn. Bay đi, bay đi. Khủng long bạo chúa thổi. Thổi chết. Ôi đùa. Tim ơi. Kệ ai, kệ ai. Xuống đi tôi. Anh em thổi, anh thổi đây. Bây giờ sẽ là lượt sút thứ hai và trở lại của De Gea tài đang rất tập trung. Tự tin không? Tự tin. Sút vào cho tao 25.000 nhá. Ok. Rồi tài đang rất là muốn lấy 2 lít. Rồi. Chơi đi em. Rất đẹp, bóng rất đẹp rồi. Ôi! Lại đập xa, may quá. Nào, bắt đầu. Sút đi em. Ôi ôi, nhẹ quá. Rồi. Còn niềm tin à, bóng này chưa sao được. À đây bao kia, đây bao kia. Xuống đi. Ui, quá may. Quá là may mắn cho chúng ta. Kìa. Như vậy là bây giờ sẽ là lượt thứ 3 của chúng ta. Và do sự trở lại của De Gea tài. Hãy làm một màn múa quạt quẩy quẩy ra. Nhanh lên, nhanh lên. À bóng đẹp à. Ôi rồi sút đi, thổi rồi nhé. Tránh thủ, tránh thủ. Đừng thổi, đừng thổi, đừng thổi. Bóng đẹp. Ôi bóng đẹp. Rồi sút đi. Ui. Bắt chỉ trong tay kìa. Thấy đỏ luôn. Thấy đỏ. Chửi rồi. Chỉ trọng tài, ăn thẻ luôn. Tài chỉ trọng tài. Tài chỉ trọng tài, không được rồi. Mày phải là Nguyễn, mày không phải là Hồng Kông 1 nhá. Mày chưa phải Nguyễn Trọng Tài nhá. Ôi trời ơi, không tính, không tính. Đấy các bạn thấy không, đôi khi cuộc sống là như vậy mà. Cuộc sống mà. Cuộc sống ai biết được chứ điều gì. Cuộc sống này là quá bon chen. Có tiền mà để nuôi vợ. Cầm bóng vào và hay đứng dậy. Và ra kia và sút ngay vào. Ok. Tài nhanh lên mau đứng lên nào. Rồi, đưa khủng long đi lên. Khủng long nóng lòng lấy tiền rồi. Vâng, tài đá rất đỉnh. Tài có pha bóng rất đỉnh các bạn ạ. Rất đỉnh cao. Nhưng mà đéo tính.
Rồi. Thế nó mới đau lòng, thế nó mới đắng lòng. Em không đấm, đấm được không anh ơi? Đấm như nào? Em đấm vào. Đấm nào á? À? Thoải mái luôn. Chó đấm nhưng mà đứng tại chỗ thôi. Đúng rồi. Đùa à? Làm sao mà đấm được? Con này cầm bóng lên. Được rồi. Đấm bằng tay á? Đấm tay. Đánh bóng chuyền à? Rồi ok. Thử đi nào. Cho đấm luôn. Quay 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 quay. Quay tay à? Vận may sẽ đến nè. Quay tay vận may sẽ đến. Rồi. Đấm đi em. Ôi trời ơi, đắng lòng. À sorry anh em, đang đá dở thì vừa xong thằng Tài chạy lung tung, nó quăng ra nó ném quả bóng ngay sau quả của khủng long đá đi. Thằng Tài đá vắt thủng luôn quả bóng các bạn ơi. Tặc lỗ. Tặc lỗ. Đùa. Tặc lỗ. Bó tay thằng Tài luôn đấy. Tự nhiên. Tặc rất lỗ, rất to luôn. Sắc cả lỗ rồi. Nên bây giờ phải thôi buộc lại. Buộc lại vòng tròn được. Anh em mình chơi là chơi đến cùng luôn. Buộc lại vòng tròn này. Thằng Tài đúng là ăn hại luôn các bạn ạ. Tự nhiên khủng long vừa đá xong bắt ông ra ông ném bóng vào nó bóng vào quả bóng ấy rách luôn. Ờ. Ok. Ôi. Tài cứu hộ nhá. Thật sự là quá khó khi bóng bị xịt rồi, thì bây giờ thật sự là quá khó để có thể chơi được 2 lít. Hay là anh em chơi điều khác nhỉ? Sao? Chơi điều khác đi anh. Chơi điều khác đi. Đá mãi chả qua. Mệt lắm mà. Chơi điều khác. Nhá, đồng ý không? Ok. 2 lít còn nguyên mà. Ừ. Rồi, bây giờ sẽ là game đầu thứ hai. Chúng mình sẽ thi sút xoáy từ chấm phạt góc này vào chiếc gôn này nhé các bạn nhá. Đây là một chiếc gôn đá 9, nó bé hơn gôn 11. Ok không? Bấm mọi người một lượt nhá. Ai đá vào trước thì sẽ thắng luôn. Đúng vạch rồi đúng không? Rồi xem là liệu Tài có đá xoáy. Tùy mày. Uầy. Trời ơi, tự tin quá hả? Tự tin. Đá kém là còn lắm chuyện. Ơ, cho xuống đây, cho lùi xuống. Ok, Tài muốn đá cho phần góc luôn. Ok, rồi đá đi. Tự tin gớm nhỉ. Tự tin cho một ngày mới à. Ui giời ơi, tưởng thế nào. Ok, hãy cùng xem một cú cứa lòng của khủng long bạo chúa. Cứa đi. Ui, 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 ui. Ai. Đá nhẹ không ăn thua. Im. Ờ. Rồi rồi, ok, ok rồi. Chơi đi Long. Ui. Ôi, không vào. Gần như là vào rồi. Rồi. Được hai của Tài. Biết đâu là gần hơn lại dễ hơn hay là khó hơn, hãy cùng chờ xem. Ôi, cực xoáy luôn, quá đáng tiếc của Tài. Ôi, cũng trúng cọc luôn, quá đáng lòng. Xoáy nào. Ôi rồi ôi. Ồ. Đá mà xoáy một tí nữa thì đã được rồi. Má ngoài nhá. Tài. Tài đá má ngoài, liệu có vào không? Rồi xuất đi Tài. Đấy đá rất ghê gớm. Ôi, trời ơi, ra ngoài Tài nhỏ nhỉ. Rồi, vẩy đi em. Quả đây 50-50 thôi, các bạn ơi, không biết vào hay không. Chí bè la. Ôi. Ôi. Như... như vậy là khủng long bạo chúa đã ghi bàn. Rồi. Ok. Xuống đây Long. Ôi. Quá đau lòng cho Long. Không vào rồi anh ơi. Lệch một tí nhỉ. Tiếc rồi nào quay lại đây. Bây giờ lại quay lưng người ra đi đâu không phải lại thế anh ơi. Thật ra đá. Ui tao Tài lên kia. Thằng Tài nó giỏi nhỉ. Như vậy là thua rồi Long ơi. Thua rồi Long ơi. Thua rồi Tài ơi. Trời ơi hạnh phúc quá các bạn ơi.
Như vậy là đây là người chiến thắng chúng ta. Cảm xúc em thì sao? Cảm xúc em cảm thấy bây giờ rất là vui sau khi mà mình đã chiến thắng bằng một đường bóng Chivela rất là đẹp mắt. Và xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả các bạn, tất cả gia đình đã ủng hộ mình. Bố mẹ mình ủng hộ mình theo con đường bóng đá để mình có thể giành chiến thắng với vị giá là 200.000 trong ngày hôm nay. Rồi, chúc mừng Cửu Long. Rồi, hơi buồn một chút, mất mỗi người mới 50 lít nhưng là 50.000 đúng không sao? Coi như mất bữa sáng của chúng ta rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc các bạn học được thật giỏi và chiều thật hay nhá. Bye bye mọi người. Chán đời lắm rồi.